Thái Huy Medic là một trong số ít cơ sở y tế tại tỉnh Tiền Giang chuyên khám chữa bệnh nghề nghiệp cho công nhân lao động ở các khu cụm công nghiệp trong tỉnh. Chúng ta cùng tìm hiểu về cơ sở y tế khá nổi tiếng này nhé. Đây là những hình ảnh tại Thái Huy Medic, cơ sở 2, cạnh khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Tiền Giang lúc 11 giờ sáng. Số lượng bệnh nhân vẫn còn rất đông, đa số là công nhân, người lao động ở khu công nghiệp và các doanh nghiệp. Hôm nay tôi đến đây là để xét nghiệm tổng quát. Vì tôi chọn bệnh viện ở đây thì thấy bệnh viện rất là sạch sẽ, nhân viên và tất cả bác sĩ đều rất là nhiệt tình với bệnh nhân. Trong khi hầu hết các phòng khám đa khoa hiện nay chủ yếu phục vụ mọi bệnh nhân, vì sao Thái Huy Medic lại chọn phục vụ công nhân, người lao động? Chúng tôi nhận thấy là hầu hết công nhân mà lao động trong các khu công nghiệp á, thì họ ít có thời gian để mà đi tầm soát bệnh, với lại họ cũng không có điều kiện nữa. Đa số thì khi mà họ có triệu chứng bệnh đó thì họ cũng cố gắng vượt qua, bởi vì cái thu nhập của họ rất là thấp và thời gian rảnh thì không có nhiều vì phải tăng ca. Do đó mà chúng tôi chọn cái mô hình này để phục vụ cho người lao động được tốt hơn. Thái Huy Medic hiện có 2 cơ sở, cơ sở 1 tại trung tâm thành phố Mỹ Tho, cơ sở 2 đặt tại khu công nghiệp Tân Hưng. Cả hai nơi đều được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cận lâm sàng hiện đại, có độ chính xác cao, có đội ngũ bác sĩ và chuyên gia uy tín tại tỉnh Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ về chuyên môn. Phần lớn người bệnh đến khám ở phòng khám này là công nhân. Họ đến đây để khám sức khỏe, xin việc làm và khám sức khỏe định kỳ hay là khám chữa bệnh nghề nghiệp. Thì phòng khám đặt ở cái vị trí gần công ty cho nên là người công nhân có thể tranh thủ giờ nghỉ hoặc là xin nghỉ 1-2 giờ đi đến khám bệnh, sau đó khi mà khám xong có thể quay trở lại làm việc bình thường. Thái Huy Medic là cơ sở y tế được tín nhiệm về chất lượng khám chữa bệnh nhiều năm qua, nên hiện có rất nhiều doanh nghiệp hợp tác khám sức khỏe tuyển dụng lao động, khám tầm soát và điều trị bệnh nghề nghiệp cho công nhân. Mỗi năm phòng khám chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý sức khỏe cho hàng chục ngàn công nhân. Một số doanh nghiệp ở tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre và hàng chục doanh nghiệp ở các khu cụm công nghiệp tại Tiền Giang đã tín nhiệm liên hệ mời phòng khám, đưa bác sĩ và trang thiết bị y tế đến tận nhà máy, trụ sở doanh nghiệp để khám sức khỏe, chữa bệnh cho công nhân suốt từ năm 2019 đến nay. Cơ sở chính, phòng khám đa khoa Thái Huy tại số 4143, ấp Bắc, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang được thành lập từ năm 2016. Đây là địa chỉ quen thuộc của nhiều bệnh nhân, đặc biệt là công nhân, người lao động ở khu công nghiệp Mỹ Tho, cụm công nghiệp Trung An, cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh và khu công nghiệp Long Giang. Ngoài việc tập trung chăm sóc sức khỏe cho người lao động cũng như công nhân tại địa phương, thì phương hướng tới là phòng khám chúng tôi sẽ mở thêm cái mô hình là khám bệnh tại nhà để phục vụ cho bệnh nhân được tốt hơn. Tất cả những bệnh nhân mà đến phòng khám chúng tôi điều trị thì sẽ được thanh toán bảo hiểm và hưởng những cái mức dịch vụ kỹ thuật theo đúng quy định hiện hành.